chúng ta là chuyên khoa lịch sử Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Từ muôn nơi về với Thái Nguyên, về với thủ đô chiến khu Việt Bắc, từng trang sách đôi tiếng tương lai vang cùng hành ca người giáo viên nhân dân, cùng xây đắp quê hương đẹp giàu. Qua sự hôm nay ngọn lửa truyền thơm sáng mãi, lời thầy cô còn mãi trong tim, vẫn còn rơi trên hồ bàn đen. Từ nơi đây bao lớp em thơ đi khắp làng quê cùng đắp xây quê hương, bằng tri thức tô thêm cuộc đời. Cô thầy thân thương là một ngọn đuốc mãi sáng, người Việt Nam mang ngòi sông dòng tiên tự hào thay. Sông mãi vang lời Bác dạy, để qua sự dệt mơ ước tương lai, cùng gìn giữ truyền thống Việt Nam, để ngàn năm còn mãi vòng vang. Chỉ từng hôm nay là hành trang muôn đời, để qua sự rừng sáng mãi trong tôi, bài ca Sư phạm rạng rỡ trên môi. Thái Nguyên về với thủ đô chiến khu Việt Bắc, từng trang sách nối tiếp tương lai vang cùng hành ca người giáo viên nhân dân, cùng xây đắp quê hương đẹp giàu. Và từ hôm nay ngọn lửa truyền thơm sáng mãi, lời thầy cô còn mãi trong tim, còn rơi trên hồ bằng đen. Từ nơi đây bao lớp em thơ đi khắp làng quê cùng đắp xây quê hương, bằng tri thức tô thêm cuộc đời. Cô thầy thân thương là một ngọn đuốc mãi sáng, người Việt Nam mang ngòi sông dòng tiên tự hào thay. Đất nước non sông mãi vang lời Bác dạy, để qua sự dệt mơ ước tương lai, cùng gìn giữ truyền thống Việt Nam, để ngàn năm còn mãi vòng vang. Chỉ thức hôm nay là hành trang muôn đời, để qua sự rực sáng mãi trong tôi, bài ca Sư phạm rạng rỡ trên môi. Người Việt Nam mang ngòi sông dòng tiên tự hào thay con cháu lạc hồng, đất nước non sông mãi vang lời Bác dạy, để qua sự dệt mơ ước tương lai, cùng gìn giữ truyền thống Việt Nam, để ngàn năm còn mãi vòng vang. Dựng sáng mãi trong tôi, bài ca Sư phạm rạng rỡ trên môi.